và bà con nông dân, thức ăn đóng vai trò quan trọng trong chăn nuôi gia cầm. Nó chiếm khoảng 70% giá thành sản phẩm. Trong khi đó, thị trường thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước luôn ở mức chênh lệch cao hơn một số tỉnh lân cận. Điều này sẽ đẩy giá thành sản phẩm chăn nuôi lên cao, dẫn đến hiệu quả đầu tư và tính cạnh tranh trên thị trường thấp. Để giảm thiểu chi phí thức ăn mà vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, chương trình khuyến nông kỳ này xin giới thiệu phương pháp ủ men vi sinh hoạt tính trong chăn nuôi gà. Trên thực tế, phương pháp này đã được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh và mang lại hiệu quả cao trong chăn nuôi. Trước khi đến với phần hướng dẫn của kỹ sư, mời bà con nông dân cùng theo dõi phóng sự sau. Trang trại của anh Trần Văn Sơn ở ấp 6 xã Minh Long, huyện Chơn Thành hiện có gần 2.000 con gà. Những năm trước đây, anh Sơn thường mua cám công nghiệp cho gà ăn. 1 kg cám công nghiệp có giá khoảng 12.000 đồng. Chi phí thức ăn cao nên hiệu quả kinh tế mang lại thấp. Từ đó, anh đã học hỏi kinh nghiệm ủ thức ăn cho gà bằng men vi sinh hoạt tính. Anh dùng cám gạo hoặc bắp xay nhuyễn rồi ủ men để trong vòng 24 đến 36 giờ, sau đó cho gà ăn. Cách làm này đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. So với mua cám công nghiệp thì ủ thức ăn cho gà giá thành rẻ hơn khoảng 1.500 đồng một kg. Bình quân một lứa gà xuất chuồng 500 con trừ chi phí thức ăn còn lợi nhuận khoảng 17 triệu đồng. Nhờ ủ thức ăn cho gà mà anh Sơn đã tiết kiệm được khoảng 4 triệu đồng chi phí thức ăn, thu về lợi nhuận cao hơn so với nuôi gà bằng cám công nghiệp. Anh Sơn cho biết trước khi cho gà ăn thức ăn ủ men, người nuôi phải tập cho gà quen dần với mùi vị thức ăn. Ngày đầu tiên cho gà ăn có thể trộn một ít thức ăn ủ men với thức ăn đậm đặc, sau đó tăng dần lượng thức ăn ủ men. Đến ngày thứ ba có thể chuyển hoàn toàn sang dùng thức ăn ủ men. Trang trại của tôi là có 2.000 con gà và đang sử dụng men thức ăn vi sinh đây được khoảng nửa năm này rồi. Trong cái sử dụng men thức ăn men sinh học này thì nó có cái lợi là gà ít nó bị tiêu chảy. Hai là cái giá thành nó giảm hơn cái giá thành của cái thức ăn công nghiệp. Nó rút được khoảng tầm 1.000 đến hơn 1.000 một ký cám. Thì cái tốc độ lớn của con gà thì nó cũng thua cái cám sinh công nghiệp. Với thứ hai là cái tăng trọng với cái sức khỏe của đàn gà nó tốt hơn. Lợi kinh tế thì đó như một cái cám công nghiệp là như hiện tại là 12.000 mấy là cám tốt. Còn cái thức ăn này mình trộn thì chỉ mất công mình trộn thì nó giá thành của nó khoảng 10.700 đến cao thì 11.000. Bình quân lại khoảng 10.500 một ký. Một đàn gà như hiện tại nếu mà trừ chi phí thì cũng lại được khoảng 500 con thì khoảng được 15 đến 17 triệu một đàn. Trong vòng 3 tháng rưỡi đến 4 tháng rưỡi. Cũng như anh Sơn, anh Vũ Văn Tới ở ấp 1 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành đang nuôi 1.000 con gà thịt bằng thức ăn ủ men vi sinh hoạt tính. Theo anh Tới, thức ăn ủ men vi sinh hoạt tính có giá trị dinh dưỡng cao, dễ tiêu hóa. Gà ăn thức ăn ủ bắp, cám gạo có thịt vàng, thơm được thị trường ưa chuộng. Nuôi gà bằng thức ăn ủ men nhanh lớn, rút ngắn thời gian nuôi khoảng 15 ngày. Mỗi năm gia đình anh Sơn xuất 3 lứa gà mang lại lợi nhuận hơn 100 triệu đồng. Men vi sinh này thì nó rất là tốt bởi vì ủ cái bắp này thì nó làm chín hạt bắp. Rồi bắp lên men này rất là thơm mà con gà nó rất là nó ham ăn. Mà thịt con gà nó đạt chất lượng là nó vàng thịt và thơm thịt nó không hôi thịt như cám hỗn hợp kia ăn không thì gia đình cũng bán ra ngoài thị trường thì người ta nói mà con gà nhà anh nuôi có thể ăn ngon hơn gà bình thường. Một ký cám hỗn hợp thì bây giờ nó là 11-12.000 một ký nhưng đặc tính của cái bắp này thì mình tận dụng thì nó rẻ có 6-7.000 một ký bắp thôi. Mà ủ lên men này ăn rất là tốt mà gà sinh trưởng tốt, khỏe gà. Vào chuồng nó đỡ hôi thối. Mình cứ so sánh với cám hỗn hợp bây giờ ngoài thị trường rất là đắt. Nên mình khuyên bà con là nếu có người mà có rảnh rỗi tao chuyên về chăn nuôi rồi thì ta nên đảo. Đấy, ủ bắp rồi đảo cho thức ăn cho gà hoặc cho heo ăn rất là tốt bởi vì nó giảm được giá chi phí giá thành đi. Chứ bây giờ cứ thấy thị trường này bấp bênh mà cứ ăn cám nhà máy suốt thì chịu không nổi. Cho nên mình cứ xoay ra mình đảo ủ bắp men này rất là tốt. Vậy. Mà giá thành nó xuống giá thành thì cho bà con mình nó có thể là dễ xoay sở hơn. Trong thời gian qua, phương pháp ủ thức ăn cho gà bằng men vi sinh hoạt tính đã được Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Bình Phước triển khai cho nhiều hộ chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh. Theo nhiều hộ chăn nuôi cho biết, sử dụng thức ăn ủ men giúp cho gà nhanh lớn, có sức đề kháng tốt, giảm tỷ lệ mắc các bệnh về đường ruột,
rút ngắn thời gian nuôi từ 15 đến 20 ngày, tiết kiệm khoảng 20% chi phí thức ăn. Sử dụng thức ăn này còn giúp cho chuồng trại luôn sạch sẽ và ít mùi hôi. Quý vị và bà con nông dân thân mến, với những hiệu quả mang lại, ngày càng có nhiều hộ gia đình sử dụng thức ăn ủ men vi sinh hoạt tính trong chăn nuôi gà. Vậy phương pháp ủ thức ăn cho gà bằng men vi sinh hoạt tính như thế nào? Sau đây mời bà con nông dân cùng theo dõi phần hướng dẫn của kỹ sư Nguyễn Xuân Trường, Phòng Thông tin và Chuyển giao Tiến bộ Khoa học Kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Bình Phước. Thưa bà con, thì cái tác dụng của men vi sinh hoạt tính sử dụng trong cái phương pháp ủ thức ăn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm nói chung, và ở đây cụ thể là tôi trao đổi với bà con đó là chăn nuôi gà, thì nó có nhờ cái phương pháp này. Đây là một cái phương pháp dùng để lên men làm chín men bằng cái phương pháp sinh học, các loại tinh bột, sử dụng cho các loại tinh bột. Ngoài ra có thể trong chân sử dụng cái để ủ các cái nguyên liệu như là rau cỏ cho chăn nuôi gia súc nhai lại khác, vân vân. Phương pháp này rất đơn giản, thuận tiện và dễ sử dụng, và điều quan tâm nhất đó là tạo nên một cái hiệu quả kinh tế cao hơn so với những cái phương pháp sử dụng thức ăn thông thường. Vậy sử dụng thức ăn lên men vi sinh hoạt tính có tác dụng như thế nào? Thứ nhất là giúp cho con vật nó sẽ tạo nên dễ tiêu hóa, hấp thu thức ăn tốt, nên từ đó con vật ăn vào nhanh lớn, khỏe mạnh và ít cái bệnh gây ra trên hệ thống đường ruột, từ đó tạo nên cái thu ngắn cái thời gian nuôi. Chăn nuôi gà, cái phương pháp này thì thường ở chăn nuôi gà thịt hiện nay người chăn nuôi đang nuôi ở phương pháp ở khoảng 3 tháng là xuất với trọng lượng từ ký rưỡi trở lên. Sử dụng cái thức ăn ủ men bằng men vi sinh hoạt tính còn làm cho cái chất lượng thịt thơm ngon, được người tiêu dùng đánh giá, và nhất là hệ thống thương lái hiện nay trên thị trường là ưu tiên hàng đầu để tìm mua những cái sản phẩm này cung cấp cho thị trường. Đó là những cái ưu điểm của phương pháp lên men vi sinh hoạt tính. Cách sử dụng như thế nào? Xin mời bà con, tôi sẽ hướng dẫn với bà con một số cái cách sử dụng như sau. Đầu tiên, để ủ thức ăn bằng men vi sinh hoạt tính thì bà con chuẩn bị cho tôi những cái nguyên liệu như sau. Thứ nhất là các loại tinh bột, như ở đây là chúng tôi đã chuẩn bị cắm gạo, cắm bắp. Sau đó chúng ta chuẩn bị những cái nguyên liệu khác, ví dụ như phải có men. Trên tay tôi đây là có men vi sinh hoạt tính với cái trọng lượng là 0,5 kg, và ngoài ra khi ủ cần có những cái dụng cụ như cân, xô đựng nước và những cái bao ủ hoặc những cái thùng ủ như thế này. Đó là trên những cái dụng cụ cần thiết. Phương pháp làm trong chăn nuôi thông thường như chăn nuôi heo thì có thể sử dụng lên men ướt hay là lên men ẩm. Tuy nhiên đối với chăn nuôi gà thì chúng tôi khuyến cáo với cái phương pháp là chăn nuôi lên men ẩm là tốt nhất. Đối với một gói 0,5 kg men vi sinh hoạt tính thì bà con chúng ta chuẩn bị cho tôi 100 kg nguyên liệu. Có thể là dùng cám bắp hoàn toàn hoặc là có thể là cám bắp kết hợp với là cám gạo. 3-5 kg cám. Ở đây tôi chuẩn bị là 50 g cho 5 làng bắp. Cám bắp tôi trộn đều. Sau khi trộn đều với nguyên liệu này, bà con sẽ bỏ vào trong cái thùng nước. Nếu đối với 5 kg men này với 3-5 kg bắp thì bà con sử dụng cho tôi từ 25-30 lít nước. Điều đầu tiên đó, bà con trộn cái hỗn hợp và bắp và men vi sinh hoạt tính vào cho dung dịch nước trước. Khi bà con đã thực hiện bước này xong thì bà con để cái trộn đều cái dung dịch trong vòng 1 tiếng đồng hồ, dùng cái dịch men này trộn đều với là 96 kg bột còn lại, trộn thật đảo thật đều.
sau khi đảo đều thì sẽ tạo nên một cái hỗn hợp nguyên liệu bao gồm men, nước và tinh bột, tức là nguyên liệu tinh bột. Sau khi tiếp tục bà con sử dụng cái nguyên liệu trên đưa vào cái thùng ủ, có thể kết là bỏ vào những cái thùng hoặc bỏ vào những cái bọc ni lông. Điều kiện cần thiết cho những cái dụng cụ để bà để ủ thức ăn này là đảm bảo phải kín hơi. Nếu bà con ủ trong cái môi trường nó lãng hơi, xì hơi ra ngoài thì chất lượng thức ăn sẽ kém hoặc là không lên men nổi. Đối với cái khu vực Bình Phước thì ủ trong vòng cỡ khoảng 24 đến 36 tiếng đồng hồ. Sau đó bà con sẽ trộn với thức ăn đậm đặc cho con gà ăn với tỷ lệ như sau: khoảng 20 đến 25% thức ăn đậm đặc với là 75 đến 80% là thức ăn ủ men. Trộn thật đều và cho ăn theo cái khẩu phần quy định. Thức ăn ủ tốt là mở ra nghe mùi thơm đặc trưng của nguyên liệu, mùi hơi thơm, hơi chua của cái quá trình lên men, đồng thời là không có hiện tượng mốc. Khi ủ xong bà con nên bỏ trong những cái thùng hay những bọc đặt ở những cái nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc là nhiệt độ quá cao hoặc nơi quá lạnh thì cái chất lượng lên men sẽ kém đi. Tất cả các phương pháp lên men ẩm hay lên men ướt đều mục đích chính là làm chín sinh học, quá trình làm chín sinh học cái nguyên liệu, từ đó đảm bảo an toàn cho nguồn nguyên liệu. Tuy nhiên nếu để quá lâu thì thức ăn có thể chua, con vật khó ăn và có thể ảnh hưởng đến cái tỷ lệ đường tiêu hóa khác, nên trong thời gian ủ sau 24 đến 36 tiếng thì bà con đưa vào sử dụng cho thức ăn gà thì ưu tiên tốt nhất đó là sử dụng trong 1 đến 2 ngày, tránh trường hợp để quá lâu. Cách lên men. Nguyên liệu: 100 kg bột bắp hoặc cám kheo, 0,5 kg men vi sinh hoạt tính. Trộn khoảng 4 kg bột bắp và cám kheo vào khoảng 25 đến 30 lít nước và để trong 1 giờ. Cần 96 kg bột bắp, cám gạo còn lại trộn đều, sau đó tưới dung dịch men lên. Dùng tay xoa hoặc dùng sàng làm cho bột tơi và ẩm đều. Bốc hỗn hợp đã trộn bỏ vào thùng hoặc bao ni lông, không được nén và dẫm chặt. Để hở miệng khoảng 5 đến 6 giờ thì buộc chặt hoặc đậy kín để nơi thoáng mát. Ủ hỗn hợp từ 24 đến 36 giờ đem cho gà ăn. Chương trình khuyến nông đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con nông dân. Mọi thông tin phản hồi đóng góp ý kiến, quý vị và bà con nông dân gửi về theo địa chỉ: Chương trình khuyến nông phòng chuyên mục chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước, điện thoại 0653887058. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước phối hợp cùng Trung tâm khuyến nông khuyến ngư tỉnh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.